Hi, chào mừng em đã quay trở lại với kênh channel YouTube của Workman UC. Thì ngày hôm nay mình muốn mang đến cho anh em một cái trải nghiệm về một cái sản phẩm mà mình cảm thấy rất là phù hợp cho đối với những anh em nào mà đang phục vụ trong những cái ngành công nghiệp về sản xuất cũng như là những cái gara ô tô, sửa chữa xe. Hoặc đơn cử những cái trường hợp mà anh em nào mà đi phượt đi, anh em có nhu cầu thay một cái lớp. Thì mình cảm thấy cái sản phẩm này sẽ phù hợp nhất trong những cái trường hợp mà mình vừa nêu. Thì đây là một súng mở bu lông với mã sản phẩm là KX73001 đến từ thương hiệu Coulson mà bên Workman đang phân phối ra. Thì đây là một cái sản phẩm mà mình nói rất là dài dòng, thì mình sẽ review chi tiết để anh em có thể biết được thực tế của cái máy này mình sẽ sử dụng như thế nào, cũng như là toàn bộ những cái công năng về cái sản phẩm. Thì trước mặt của mình đây là một cái sản phẩm máy mở bu lông mã là KX73001. Thì chúng ta có thể thấy tổng quan của sản phẩm, cái hộp đựng rất là chắc chắn nha, làm rất là chắc chắn, nhìn rất là men, màu xanh này. Đây chúng ta có hai cái nắp bếp. Đây là toàn bộ những chi tiết bên trong của sản phẩm này. Thì bên trong thì chúng ta có thể thấy đây là một cái thân máy của súng mở bu lông. Đây là cái thân. Cái máy này công suất là 480 N nha anh em, rất là mạnh, cảm thấy rất là mạnh. Một hộp sạc đi theo máy, thì ở đây chúng ta có thể thấy là cái máy này xài pin là li-ion. Thì cái vấn đề về pin á, thì li-ion và li-pô như thế nào thì bên mình có để bên dưới cái phần mô tả để anh em có thể hiểu rõ hơn. Chúng ta cũng có hai cục pin, thì pin đây chúng ta có thể thấy là đây là 5A và 24V. Cái công suất này và cái hiện thế này thì nó xài nó rất là dư cho anh em rồi ha. Hai cục đây. Một cái dây đeo mình thấy cái này đọc nè, nhà sản xuất có tặng thêm hai cái cục tiếp đen nha. Đây là một cái bộ combo đầy đủ, là bên trong có hai cái tiếp đen như thế này nha anh em. Đấy, ngay sau đây mình sẽ review chi tiết của cái máy này ha. Bên đây có ghi thông số đầy đủ ha. Đây, đây mình gắn pin vào đi, Đây. Cái máy này là xài không chổi than nha, nhìn rất là gọn gọn, rất là gọn. Ở đây mình có một cái đèn để khi mình thao tác thì nó sẽ rọi chúng ta làm thao tác trong ban đêm nó sẽ tốt hơn. Ở đây mình có bốn cử tốc độ, quay chậm, quay nhanh hơn, không nhanh nữa. 480 N, cái này là dư sức anh em mở những cái bu lông xe tải. Ở đây chúng ta có một cái, đối với những cái trường hợp nào anh em nào mà xài mà không có muốn là mình bóp vô một cái là nó đi luôn á, thì mình sẽ chỉnh ở chế độ này thì nó sẽ nhấp và ngừng. Nó giúp cái con bù lông của chúng ta mở ra thì nó sẽ có từng giai đoạn, và siết vô nó sẽ có từng giai đoạn, chứ nó không có làm cái ào cái vô luôn. Thì đây là một cái chế độ mình cảm thấy rất là hay ở trên cái máy này. Đấy, anh em có bóp như thế nào thì nó cũng quay một đoạn thì nó sẽ ngừng lại thôi. Đấy, khi mà mình chỉnh ra chế độ này, cái đèn này nó bật sáng nè. Đấy, đây chế độ bình thường nè, mình dặn nó quay luôn nè. Anh em nào chưa quen thì chỉnh chế độ này thì nó an toàn hơn nè, an toàn hơn cho cái con ốc mình nó đi vô, nó đi vô từ từ vô, chứ nó không có vô một cái ào vô một cái. Thì khi mà chế độ đèn này nó bật sáng là anh em có thể sử dụng cái chế độ đó, còn nếu mà anh em không cần chuyên nghiệp rồi á thì anh em thoải mái để chế độ này. Đấy, đảo chiều. Ở đây chúng ta điều chỉnh tốc độ, chúng ta cũng có cái dãy led bên đây á, thì chúng ta sẽ có điều chỉnh tốc độ nè. Đấy, nhanh nè,
nhanh nè, chậm nè, nhanh hơn chút xíu nè. Đó, đây có rất là nhiều cái chương trình được tích hợp ở trong cái máy này giúp anh em thao tác cũng như là vận hành thì nó được êm ái và nó an toàn hơn. Cá nhân mình thấy là cái máy này rất là gọn và cảm giác cầm nắm nó rất là chắc tay nha anh em, rất là chắc tay luôn. Thì mình cảm thấy là với hai cục pin này thì anh em dư sức trong quá trình anh em làm việc, khi mà sạc đầy anh em có thể thoải mái sử dụng trong ngày, rất là thoải mái luôn. Cục sạc tăng kèm, đây là toàn bộ những cái chi tiết trong một cái máy. Thì mỗi cái máy bên mình phân phối ra nó sẽ có một đi kèm một cái phiếu bảo hành như thế này, anh em sẽ yên tâm hơn về chất lượng của sản phẩm. Thì ngay sau đây mình sẽ mở cái bu lông của xe thực tế để anh em có thể nắm được cái sức mạnh của cái máy này như thế nào. Hôm nay mình sẽ test cho các bạn là cái súng mở bu lông này ha, trên cái bánh xe tải này. Giờ mình sẽ dặn cái vào ha. Dứt thêm máy còn kia luôn rồi. Dứt hết luôn. Rất là mạnh, rất là khỏe nha anh em. Thao tác của nó rất là nhanh. Thì mình siết vô là nó rất là an toàn. Vâng, và vừa rồi thì Vũ cũng đã giới thiệu anh em toàn bộ những chi tiết về sản phẩm máy mở bu lông cũng như là cái quá trình mà mình vận hành cái máy này thực tế ở ngoài hiện trường như thế nào. Thì cảm nhận của bản thân thì mình cảm thấy cái máy này nó sẽ rất là phù hợp cho anh em trong quá trình sửa chữa cũng như là thay thế vặn những cái bu lông ở trong cái công việc hàng ngày, gara, xưởng, hoặc là đơn giản là thay những cái lớp xe khi mà có sự cố ở trên đường. Thì cái sản phẩm này với cái giá thành rất là phải chăng cũng như là về cái chất lượng á, thì mình cảm thấy là nó rất là ổn, rất là tốt. Thì nó sẽ giúp ích cho anh em trong quá trình làm việc của anh em. Thì toàn bộ những cái chi tiết cũng như là những cái công năng cũng của cái máy KS73001 này á, thì mình có để bên dưới cái phần mô tả của video. Thì anh em có thể click vào đó để biết thêm chi tiết hơn. Ngoài ra thì đối với những anh em nào có những góp ý và bình luận thì anh em có thể vui lòng để lại cho mình một cái comment bên dưới cái phần bình luận của video này. Thì hiện tại thì cái video này mình sẽ kết thúc tại đây. Và nếu anh em cảm thấy cái video này hay và hữu ích thì anh em có thể vui lòng cho mình một like và subscribe để anh em có thể theo dõi thêm những cái video mới nhất từ Workman UC. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.